Lồng mắt quái, cường xin kính chào toàn thể tất cả các bác. À, bên em hôm nay xin giới thiệu cho các bác à, một cái dòng sản phẩm lồng mắt quái 12 cường ngục, lồng năm tôm hùm xanh. Lồng này là chuyên đánh sông này, hồ này, ao này nha. Còn ngoài ra đánh biển này các bác dùng loại khác. Đấy, lồng này có khung sắt đầu tiên là màu vàng. Đấy, trước là em giới thiệu màu tím nhưng năm nay nó sản xuất là màu vàng nha. Đấy, đồng năm tôm hùm xanh màu vàng, đuôi màu đen và thân màu trắng này cửa vào rất là vuông vắn đẹp đẽ luôn hàng này hàng kỹ nhá, hàng thủ công đan đan tay rất là kỹ đấy nó sẽ hàng này không không bị lỗi một chút nào luôn và xanh sử dụng là đánh luôn nhá đây lồng này có chiều khoảng cách của hai khai khung sắt là 30 phân độ dài của nó tầm 10 mét nhá đầu sắt màu vàng này và đặc biệt là cái lồng này thì mang thương hiệu của bên em nhá à cực phí sinh lồng năm tô hùng xanh đuôi màu đen nhá đấy hàng chuột từng từng mm luôn đấy. hàng này thì uh, các bác mua hàng thì các bác nhớ kiểm tra cái tem này đúng cái tem nhãn hàng của em thì các bác nhận nha ngoài ra thì bây giờ rất nhiều cái loại nhái đồng ba tôm nhái rất là nhiều chất lượng thì xấu mà nó giá thành thì giá lại đắt đây lồng 5 tôm màu xanh đầu vàng a à, cường fishing đấy nha các bác nhớ cái tem này thì các bác nhớ mua hàng nha lồng này thì hàng ngày em đặt bên Trung Quốc về, đấy đây đuôi đen, đầu vàng, đấy, đầu vàng nhá, đánh dấu của bên này em, đầu vàng rất là đẹp, đấy, trước là đầu tím nhưng năm nay em đặt là đầu vàng, Đấy. khoảng cách của hành sắt là 30 phân, sắt này sắt đàn hồi nhá, không bị cong, vênh các bác bè thoải mái luôn bè chặt ga luôn không bao giờ bị vòng cong vênh vì hàng của trung quốc nên rất là rất là chắc chắn như hàng việt nam thì bè phát cong luôn Nhưng cái này nó bè phát nó đàn hồi lại bật lại luôn đấy thì nó mới bèn được nó mới không được đánh được những những cái hồ hay là cái suối chảy đấy nha đây như đàn đường đàn ở giữa rất là chắc chắn và cái lưới này là cái đuôi đen này là lưới phân ba sợi sáu đấy bắt những con tôm con cua thoải mái luôn sợi rất là dày sợi sáu rất là dày Đấy, rất là dày luôn phân ba sợi sáu dày bắt cua bắt cá thoải mái luôn Càng này thì cái lưới mắt lưới này thì phổ thông của việt nam rồi phân ba ấy đây ở thân là phân ba nốt đây phân ba trắng đây ở thân là phân ba sợi ba nhá đây nó sẽ không lọt được cái đầu ngón tay nó rất là chỉ cái đầu ngón tay một chút thôi đây phân ba sợi ba trắng và ở giữa cái đuôi là phân ba sợi sáu đây hai cái mắt nữa một mắt dưới đuôi nó, nó dày hơn này nó chứa những con cua con cá nó, khi chui vào cái túi này sẽ uh, cua cá nó sẽ chứa rất là nhiều nên sợ nó phải làm dày hơn còn giữa đây giữa đường may đường bầu rất là cẩn thận kỹ càng không bị hở một chút nào luôn nhé đấy hàng đẹp luôn hàng tiêu chuẩn quốc tế luôn nha đây đường đan này tất cả đường đan đều đan đôi hết nha các bác xem này đây hai nút hết nhưng hàng chợ thì người ta chỉ đan một lút thôi Nhưng đây em đan hai lút hết Dây cào này cào, cào 90 nhá Cào 90 rất là to luôn để Cửa vào rất là vuông này Các bạn thấy không Vuông đét luôn Những con cá tầm ba con tay chui vô vào thoải mái luôn nhá Bắt được những con ba ba thoải mái luôn đấy Vuông đét luôn Để thuận tiện cho những con cua Con cá con tôm nó chui vào rất là thuận tiện Hàng này rất là đắt Và năm nay thì hàng nó giá nên nhính hơn mấy năm ngoái một chút vì nguyên liệu năm nay rất là đắt có cách thứ hai trên sắt là 30 phân nhé tầm 3, 29 30 phân sắt năm nay rất là đắt các ạ nên các bác thông cảm nhiều khi năm ngoái giá khác mà năm nay giá khác đấy chứ không em không, không bán đắt cho các bác và bác lấy số lượng nhiều em sẽ bao giá xí cho các bác còn lấy số lượng tầm một hai chục cái thì giá nó nhìn thêm một chút vì cái tiền xe nó rất nó đắt hơn một chút đấy nha các bác nào mua hàng thì các bác alo em lồng bắt quái 5 tôm hùm xanh hoặc ba tôm hùm xanh đầu vàng đấy, đuôi đen lưới phân ba đấy đánh sông ao hồ nha còn ngoài ra đánh biển thì em có cái lồng 5 tôm đánh biển ở ở quê video em sẽ cho các bác xem cuối video đấy lồng 5 tôm hùm xanh đuôi đen nha phân ba nha đầu vàng các bác nha